ta là vòng xoay ngã tư Quốc Hương. Chúng ta chạy tới, qua vòng xoay chạy thẳng là về hướng sân vận động tỉnh Bến Tre, chợ Phường 6, vòng xoay vùng Bến Mũ, để về huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Thành Phú, vân vân. Qua vòng xoay chúng ta rẽ trái là về hướng trung tâm thành phố Bến Tre, trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre. Nhưng chúng ta rẽ phải chạy về hướng bất động sản mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bất động sản này tọa lạc tại phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đường chúng ta đang đi là đường đại lộ Đồng Khởi. Đây là tuyến đường trung tâm huyết mạch của thành phố Bến Tre. Do là tuyến đường trung tâm huyết mạch của thành phố Bến Tre nên có rất nhiều cửa hàng lớn, nhiều doanh nghiệp lớn, nhiều ngân hàng, khách sạn, siêu thị điện máy, Thế Giới Di Động, vân vân. Từ vòng xoay Phú Khương chạy khoảng 500m, chúng ta rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Khước, ngang đường vào kênh tập đoàn. Trên tuyến đường này nhà cửa đông đúc, an ninh rất tốt. Đường chúng ta đang chạy rộng 3m. Tuyến đường này vi ghéo trước. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một nền gốc hai mặt tiền, giá là 490 triệu đồng. Nay chủ cần vốn nên bán gấp, giảm giá còn 460 triệu đồng, bao sang sổ. Trở lại bất động sản hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn có diện tích là 99.9m², ngang 6m, dài 16.7m. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, hướng đông nam, thích hợp với hướng tuổi nhà đông tứ trạch, và giá bán là 395 triệu đồng, có thương lượng nhẹ. Về tiện ích là gần trung tâm thành phố Bến Tre, gần các ngân hàng, gần siêu thị, gần Thế Giới Di Động, gần trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre, gần trường mẫu giáo, gần trường tiểu học, gần trường trung học cơ sở, gần trường trung học phổ thông, gần bệnh viện, vân vân. Rất thích hợp cho những đôi vợ chồng muốn ra đi. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến bất động sản này, hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị và các bạn đi xem cụ thể và chốt mua để sở hữu bất động sản này. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin nhắc lại, bất động sản này có diện tích là 99.9m², ngang 6m, dài 16.7m, hướng đông nam và giá bán là 395 triệu đồng, có thương lượng nhẹ đối với khách hàng muốn mua bất động sản này. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy chia sẻ giúp chúng tôi và cho chúng tôi một like. Ngoài ra chúng tôi còn nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.